Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình à, Đây chính là trò chơi đánh bài Chuẩn bị sẽ cập nhật ở tất cả các server bản tiếng chung Hiện tại thì nó đang ra ở từ server 1 cho đến 5 thôi à, Đây là một trò chơi mới Và chắc là cũng sẽ có cái shop mới Mình nhìn thấy có cái ký hiệu shop rồi này Chắc là sẽ có mua được mảnh S+, hay là một số đồ khác ở trong này à, Tuần sau thì có thì mình sẽ review sau Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem trước uh, Cái hình ảnh ở trong cái trò chơi đánh bài nó sẽ như thế nào Khi vào trong thì nó sẽ như thế này này nó sẽ cho các bạn một cái hướng dẫn để các bạn có thể biết được cách chơi hiện tại thì toàn tiếng trung thôi cho nên là nếu mà dịch một số cái gọi là như liên quan đến skill của một số pokemon trong này chắc cũng sẽ khó hiểu này à, đây cũng là mình cũng lần đầu tiên ngó qua nó sẽ có một cái số thẻ bài giống như thế này có ký hiệu ba năm ba năm một bảy trong theo kiểu mà một bên tấn công một bên phòng thủ ấy thì cách đánh nói chung cái này vẫn hơi khó hiểu Gần uh, cần phải xem mới cần chơi thì bắt đầu mới biết được nên nó sẽ chơi như thế nào nó bắt đầu vào thử mình sẽ làm một con đây này thực ra đây là clip của người chơi khác ấy. mình chỉ nói review thôi một và bảy hai và sáu một cái hệ lửa bên kia ký hiệu gì không biết băng Nhưng mà không nói hệ thường mà bắt đầu nó sẽ tự đánh à, theo kiểu như vậy à, dần dần sẽ bị thua là coi như là hết này còn nhìn đây thì cứ như là nâng cấp nó lên thêm này hoặc là mua thêm thẻ bài mới này kiểu dạng như bạn đang có xu kìa bạn có thể mua thêm một con ví dụ như con regi gas chẳng hạn này à, chưa biết cái không nó là cái gì hình như tấn công còn 30 như là số máu thì phải như bọn kia là như là tấn công là một tấn công là 8 đây nó có cái phần như thế này chơi xong rồi dùng số xu ở trong này này xong rồi mua thêm những thẻ bài mới xịn hơn mỗi Pokemon à, mỗi Pokemon ảnh trong này thì nó sẽ có một cái tác dụng riêng ví dụ như vừa rồi thì con này nó sẽ có tác dụng như thế nào thì phải ngồi dịch cơ còn con như vừa rồi, đây đó bắt đầu đánh chéo này đánh thẳng này thì Regigas vừa bị tấn công là tăng thêm tấn công luôn và bạn đã chiến thắng trận này, bạn được thêm 3 xu để có thể gọi là chơi tiếp và đi mua thêm những thẻ bài mới chẳng hạn. Thì vừa có thêm một lá Raygas là Ray khác biệt hẳn lên luôn. Bị tấn công mất máu là nó sẽ tăng thêm công của nó để có thể đánh được địch. Hình như là đầu tiên là số 0 là số đó là số ở uh, số tấn sức tấn công, còn 30 của nó đó là chính là cái số máu. Đây về sau nếu mà nó ở bản tiếng anh ý, dịch ra thì nó sẽ dễ hiểu hơn còn đây bản tiếng Trung thì phải lại chụp từng cái rồi ngồi dịch sau đây nó sẽ tự tự động đánh này bạn sẽ thêm một con nữa là mèo này xong bắt đầu trận đấu này có con thì đánh vừa rồi đây chiến thắng và được thêm một lá bài đó là của con um, Quyền mẹo meganium loại mega nhưng mà con này chikorita Tương tự như vậy các bạn lại đi đánh những đối thủ khác và các bạn có con lá thẻ bài mới Thế đây là một trò chơi có vẻ là rất là vui đấy Sắp tới thì sẽ cập nhật cũng bớt đi những trận đấu đánh nhau Thì sẽ có một những trận đấu thẻ bài như thế này để đấu với cả những người chơi theo kiểu mà Không biết đấu với những người chơi khác không hay là đấu với cả những NPC ở trong này để lấy thêm đồ cũng như đi phiêu lưu mạo hiểm nhưng mà lại sử dụng đó là những thẻ bài thì dần dần game nó sẽ có cập nhật thêm rất là nhiều những trò chơi mới này đây là một cái thử nghiệm và sắp tới là sẽ có sự kiện đấu vui uh, liên server nữa đây là con uh, con gì nhỉ lại quên tên rồi bạn chỉ cho như tối đa 5 lá vào thôi thì phải hình như là hy sinh một con hệ cỏ để có thể tăng thêm sức mạnh dành cho người con vừa rồi 5 con lại đánh đối thủ mới à đánh như người chơi này được ba xu này đội hình này của địch có vẻ là yếu này chắc là sẽ thua thôi xong được một cái thanh kiếm tăng thêm đây chắc là bảo vật theo kiểu mà để hỗ trợ dành cho Pokemon nào đó và hình như là con Regigas nó đang lên được 60 máu rồi có một con S cộng với cả nói chung là kiểu gì S cộng trong trò thẻ bài này cũng khác biến hơn hẳn đấy tăng thêm được 10 sự tấn công nữa đúng rồi phần đầu tiên là tấn công phần thứ hai là máu lại tiếp tục được một lá thẻ uh, lửa này chắc là được hồi sinh uh, hội tăng thêm 6 máu thì phải đây là đội hình địch này à, cái con ở màu xanh xanh là cây con Virizion này lại trận đấu tiếp tục Regigas bắn phát chết cả đôi này Đây được thêm những món đồ mới nữa à, Đồ hỗ trợ này Thì đây là trò chơi bài sắp tới ở bản tính chung Những trò chơi đánh bài rất là ngắn Nhưng mà cũng kèm theo nhiều uh, những cái hay khác Chắc về sau sẽ phải tính toán hơn rất là nhiều Đây là đang build tập trung đúng vào gas thì phải Thì về sau bạn sẽ có thêm uh, mấy con hô ô như thế này nữa chẳng hạn Lại đánh tiếp, lại đi tải tiếp Có cả Mega Stilic như kìa bên kia là ba con tàng hình ai còn đâu là một con tấn công đó là con đây nhờ đây Gigas mà chiến thắng lại được thêm một con Virizion nữa này lại tiếp đến một trận đấu nữa này có quả táo này hồi máu này địch bây giờ có 6 con rồi này dần dần đi theo những ải xịn hơn thì chưa biết là có cái shop nào sẽ mua đồ gì nhưng mà đây chỉ là chữ chạy như là ở server 1 với thứ server 5 trải nghiệm trước Đưa vào đánh nhau trí Rồi ok hẹn gặp lại các bạn ở những clip khác liên quan đến trò chơi này của game tuần sau thôi bản tiếng trung sẽ cập nhật rồi